Rồi, uh, chào các bác trở lại với uh, chân là Hùng Xe Hơi uh, Video này em lại cập nhật nhanh giá bán, chương trình khuyến mại Của những cái đầu xe Mitsubishi Xpander uh, Hiện nay thì uh, Cũng đang có khá nhiều bản cụ thể là 5 bản Xpander uh, 3 phiên bản chính và hai phiên bản uh, đặc biệt kèm theo Thì hiện nay thì uh, rẻ nhất vẫn là bản số sàn thôi uh, Sàn hai 2020, mà em vẫn còn một số xe nhé uh, Giá bán là 550 triệu và hiện nay thì uh, một em bớt vào khoảng 50 triệu tức là còn 500 tròn. Ờ uh, lăn bánh thì cũng chỉ bằng giá như biết Khi mà chương trình hỗ trợ đã được giảm vào khoảng 100% thuế trước bạ là 55 triệu đồng rồi. Mình chỉ mất uh, 5 đến 7 triệu tiền đăng ký đăng kiểm và bảo hiểm thân vỏ nếu như anh chị có nhu cầu. Uh, phiên bản số tự động 630 triệu, bản thường thì cũng đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương với khoảng 60 63 triệu đồng thì uh, mức giá bán thực tế dao động vào khoảng tầm 567 triệu và giá bán uh, lăn bánh thì uh, cũng chỉ ngang giá niêm yết tức là khoảng 635 chúng ta tính tất toàn tật chi phí nhé. ở à, phiên bản uh, Xpander số động đặc biệt thì uh, hiện nay bọn em chỉ hỗ trợ được 50 thuế trước bạ thôi là 31 triệu đồng tiền mặt giảm giá và một chút phụ kiện uh, kèm theo xe thì uh, mức giá bán đang đâu đó vào khoảng tầm 595 triệu đồng thì mình lăn bánh dự kiến nó sẽ rơi vào khoảng rưỡi uh, nhá. Uh, toàn bộ X Bender hiện nay thì bọn em đều bán là bản nhập khẩu nguyên chiếc nên là chúng ta không được hỗ trợ về uh, thuế trước bạ. Cái này chỉ là chiết khấu về tiền mặt tương đương với uh, giảm thuế trước bạ thôi nhá. Các bác uh, đừng hiểu nhầm giúp em. Uh, phiên bản uh, Cros thì chúng ta có hai phiên bản nhé đều có mức giá là năm sáu trăm thì với phiên bản bình thường thì bọn em hỗ trợ 50% thuế trước bạ và 25 triệu tiền ở phụ kiện theo xe thì mức giá bán ở đó vào khoảng tầm 615 thì chúng ta lăn bánh vào khoảng tầm 68 chứ 68 nhé phiên bản đặc biệt thì cũng được hỗ trợ tiền mặt tương đương với khoảng 33 triệu đồng Tuy nhiên thì không có phụ kiện kèm theo Uh, tóm lại thì thời điểm này thì uh, giá Xpander cũng khá là mềm do cũng có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn và đặc biệt là trong tình trạng cuối năm các bác lưu ý giúp em là những cái xe nhập khẩu nguyên chiếc thì uh, cái đết cuối năm nó sẽ dao động vào khoảng tầm tháng 3 và tháng 4 tức là sang tháng 3 và tháng 4 thì chúng ta mới có xe 2022 và từ giờ đến Tết thì các bác yên tâm là toàn bộ trên thị trường đều là xe sản xuất 2021 và đều là những cái lô mới nhất nên là khác với xe lắp ráp thì chúng ta có thể mua ngay trong tháng này và nếu như chờ thì chúng ta nên chờ hẳn qua Tết nhé, qua Tết âm thì mình mua cái xe 2022 thì lúc đó giá nó mới mềm hơn được. Còn thời điểm này thì hỗ trợ như này thì cá nhân em thấy cũng khá là mềm rồi. Từ giờ đến Tết thì khả năng sẽ không giảm sâu hơn được. Đó, thì nếu anh chị đang có nhu cầu thì hiểu mua xe tại Bắc Ninh Bắc Giang và nhận thêm khuyến mại thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua em với số qua hotline đính kèm trên màn hình nhé để được báo giá và cập nhật cái giá bán một cách chi tiết nhất rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo